không biết là mình vừa có tháo giam với cả lắp lại cạc thì không biết nó có bẩn hay biết gì không, hoặc vừa lại mình quên mất là mình không kiểm tra cái socket của con main này xem nó có bị cong hay không. Cái ổ cắm này các bạn nghe này. Đấy, có vẻ như nó không ổn này. Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hôm nay chúng ta tiếp tục với chủ đề về mua hàng online giá rẻ. Ở trên tay mình đang là một em kênh của bạn là Vĩnh Đức. Bạn ấy ở trong tận Bến Lức các bạn, khá là xa. Và em kênh này mình mua với trị giá là 1,8 triệu các bạn nhé. 1,8 triệu cho một em kênh thì nó có những gì. Thế ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp để xem bên trong em nó là gì. Ok các bạn nhé, chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp xem. Khuyến mại hai con bàn phím hỏng. Cái này nhìn thì chắc cũng hỏng rồi các bạn ạ. Thiếu nút với cả bay suýt rồi. Em cây của chúng ta đây các bạn này. Nhìn qua thì em nó còn khá là nguyên vẹn đấy các bạn ạ. Bởi vì để trong một cái hộp xốp rất là dày luôn. Đây là nhựa không phải kính này. Nhựa này khá ok rồi. Trong này chúng ta có thêm hai con chuột này. Một cái tai nghe này. Chúng ta có một con SD của Kuria 120GB này. Một em VGA này. Đấy. Một em VGA của Giga các bạn nhé. Con này là một fan này. Một fan ăn một chân nguồn 6 pin này các bạn này. À con này là con 750T 2GB các bạn nhá. Tem Giga này, cái tem này thì chắc là của bên bán thôi, không phải của hãng đâu. Thế nhưng mà vẫn còn cái tem hãng ở đây này. Và cái mạch này mình nhìn thấy là mạch còn rất là đều và nó còn nguyên bản này, cảm giác như nó còn nguyên bản các bạn này. Nó cũ rất là đều luôn, tất cả các chỗ không có chỗ nào tự nhiên sạch hơn, sáng hơn cả. Đấy, không có chỗ nào cảm giác như kiểu bị hút ra hàn lại cả. Mặt bên này của chúng ta thì cũng còn khá là đẹp các bạn nhé, không gỉ nhiều đâu, chỉ hơi lâm dâm một chút thôi. Và con này cũng thuộc dạng là hàng quán nét này, hai cái chân này bị bẹp quặp rồi này. Đấy. Nói chung là về phần hình thức thì con 750T này của chúng ta là nguyên bản, cũng không đẹp lắm, bình thường các bạn nha. Tiếp theo bên dưới là chúng ta có một cái main, để mình hạ thấp xuống cho các bạn xem nốt đi. Đây. Chúng ta sẽ có hai thanh ram này. Hai thanh bé. Hai thanh này là 4GB một thanh các bạn nhá, thanh của Kingston này, chứ là hai thanh này sẽ là 8GB này. 8GB ram, 4GB một thanh chạy đua trên này. Đấy. Mà cái main này thì mình nhìn nó là main của Samsung này các bạn này, main H61 này. H61S2. Main của Samsung các bạn nhé. Main này là main sách tay, không phải main ở đây à. Và chúng ta có một con nguồn Hanky nữa. Hanky này chắc là khoảng 400W gì đó. Và fan net này. Chúng ta có 3 fan net đây này các bạn này. Đấy. Con CPU là gì? Con này là con Core i5 các bạn ạ. 4 3470, i5 đầu 3 các bạn nha. Ok các bạn nha, như vậy là mình đã lắp xong hết rồi. Chúng ta sẽ có full một nguyên một cái cây, bao gồm là main H61 này, i5 3470 này, 750T là 2 thanh ram 4 là 8GB này. Và một cái SSD 120GB. Đấy. Nguyên cây như vậy thì chúng ta sẽ lắp và test thử nhá. Chưa kể. Ok ở đây các bạn nhá, mình đã lắp ráp xong cái con PC 1.8 của chúng ta ra đây. Bây giờ chúng ta sẽ bật thử để xem là em nó có lên được không các bạn nhé. Bật này, 2, 3. Có quay. Có quay các bạn ạ. Đấy, quay. Để có lên không? Chưa thấy gì các bạn, bàn phím vẫn tối đen. Chưa thấy đâu. Chưa thấy bàn phím sáng này các bạn này. Vẫn quay rất tít các bạn nhé. Nè. Đấy, vẫn quay rất tít kìa. Không thấy chạy ngắt luôn các bạn nhé. Đấy, nhưng mà bàn phím thì không thấy sáng này. Main đồng bộ thì thường cả main sách tay hàn này nó cũng ngon mà. Đấy, nhưng mà không thấy lên các bạn. Không biết là mình vừa có tháo giam với cả lắp lại cạc thì không biết nó có bẩn hay biết gì không.
Ok các bạn nha, mình đã vệ sinh rong ram rồi, nắp tạm một thanh rồi, để một thanh để ngoài để chúng ta thử xem sao. Bây giờ vừa nãy mình quên mất là mình không kiểm tra cái socket của con main này xem nó có bị cong hay không. Vừa nãy chỉ không tháo hẳn ra. Thôi, chúng ta bật thử đấy nha. 2, 3. Quá chạy các bạn. Vẫn đóng điện được, bình thường. À, hú hơi to. Hú to lắm các bạn, hú to hơn vừa nãy. Hy vọng là nó sẽ lên được. Vậy không thấy gì các bạn ơi. Không thấy lên luôn. Không thấy sáng, bản thân không thấy sáng rồi các bạn này. Nắp một ram mà không thấy sáng. Hai ram bị sao nhỉ? Bình thường thì rất ít khi lỗi cả hai thanh đồng thời các bạn. Chỉ lỗi một thanh là cùng. Ít khi lỗi cả hai cùng lúc. Nhưng mà đến giờ vẫn chưa thấy nó lên. Thôi mình cứ thay ram của mình xem sao nhá. Cái ổ cắm này các bạn nghe này. Đấy, có vẻ như nó không ổn này. Nó cứ xẹt đấy. Ta cứ thử lại phát lửa xem sao rồi tính tiếp nha. 2, 3, chạy rồi. Quá chạy đây các bạn ạ. Mới có lên không? Hú rất to luôn. Bản phím vẫn chưa thấy gì các bạn. Vẫn không lên rồi. Biết có phải tại nguồn không các bạn nhỉ? Nguồn thấy tẹt, không biết có phải tại nguồn không? Để mình thay nguồn thử nhá. Con nành ở đây các bạn này, mình đã thay con nguồn của mình vào này. Bỏ con nguồn này ra. Giờ chúng ta sẽ bật thử nhá. Xem có lên không. 2, 3. Chạy rồi các bạn. Đấy, cũng vẫn hú như vừa nãy thôi. Không biết có lên không. Vẫn chưa thấy gì các bạn ạ. Ây da. Không lên luôn này. Quay rất tít luôn các bạn nhé. Không bị chạy ngắt một tí nào. Thay ram rồi. Thay nguồn mới rồi. Nhưng mà vẫn không lên được. Để mình tháo con siêu ra xem socket nó có làm sao không các bạn nhé. Bạn chờ một lát đi. Các bạn nhé. Các cạnh đều bằng nhau. Chân socket cũng đều luôn. Không thấy bị cong chân nào. Thế nhưng mà lại không lên và siêu có nóng các bạn nhá. Siêu có nóng. Đấy. Có nóng là có điện vào ấy. Mà lại không lên. Ok các bạn nhá. Mình đã tháo con Vega ra này. Chạy cả on này. Đấy, chúng ta sẽ thử xem là nó có lên được không. 2, 3. Chạy ấy. Bàn phím này. Liệu có sáng không? Đấy, quay rất tít luôn. Chạy mỗi bên chip ram không ấy nhá. Không có gì cả. Không có ổ cứng luôn. Mà nó không lên được thì khả năng rất cao là chết main. Đấy, chết main hoặc là tèo chip hoặc là cả hai. Còn ram mình đã thay rồi này. Nguồn mình đã thay rồi. Đấy, đen rồi. Không lên các bạn. Thôi để mình test thử con Vega xem con Vega có sống không nhá. Cái cây này mình đang hết main rồi. Ok các bạn nha, mình đã đổi cái con Vega của bạn đã sang cái combo của mình này. Chúng ta sẽ test thử để xem là con Vega còn sống hay không nhá. 2, 3. Chạy rồi. Lên không? Màn phim sáng. Hình như có hình. Ấy, có hình. Ok các bạn nha. Như vậy là con Vega này đã lên. Ok đây các bạn nha. Em nó đã lên này. Và có vẻ nhận đúng độ phân giải rồi. Tức là nó đã nhận được level của các hình ấy. Chúng ta sẽ xem nó nhận đúng không. Pentium G 5400 này, 2x4 luồng này, H310 này, graphic 750T 2GB. Ok, nhận đúng rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ test một game xem sao nha. Ok các bạn nha, chúng ta đang đến với Tomb Raider trên em 750T. Nó đang hoạt động ở mức công suất là 99%, 100% rồi. Ăn chưa đến 40W điện, bà mấy W thôi. Và đang chạy có vẻ được các bạn ạ. Tomb Raider là một trong những con game mà có thể xay Vega rất là tốt. Kéo mắc đủ các thể loại Vega luôn các bạn ạ. Nên là nếu như nó mà chạy mượt mà thì có thể kết luận là con 750T này của chúng ta là chạy ổn. Không có vấn đề gì.
đến bây giờ điểm hiện tại thì nó cũng đang chạy rất là ổn, chưa thấy có phát sinh cái gì cả. Nhiệt độ thì mát, 50 mấy độ thôi. Hôm nay cũng trời cũng hơi lạnh lạnh nên là có thể nó sẽ mát. Đấy, 60 độ rồi. Nói chung là mấy cái 750 ti này thì nó cũng ít khi nóng lắm. Hầu hết là chạy đều rất là ổn, mát. Và hiện tại nó cũng đang chạy ổn đây các bạn này, chưa thấy có vấn đề gì cả. Xem ra là con 750 ti này của chúng ta ok rồi các bạn này. Cái cây thì khả năng rất cao là nó tèo mên rồi. Vì đã thử rất là nhiều thứ, thay ram, thay nguồn rồi. Chỉ có mên chip ram mà nó không lên thì khả năng cao là nó tèo mên. Đó. Cả cây của chúng ta hiện tại đang có con 750 ti chạy được. Nói chung là không phải lúc nào cũng thơm các bạn ạ. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Xin chào, hẹn gặp lại.